Tín hiệu về đầu tư dài hạn Đầu tư dài hạn thì không thay đổi Đầu tư dài hạn là 200 năm 259 USDT Ok hai uh, hai năm chờ như vậy uh, Mình đi hết với bạn năm 2024 Đi hết với bạn năm 2025 uh, Mình chia sẻ cho bạn tất cả những cái đồng mình nắm mình nắm giữ uh, Giá vô và giá ra Ok, chừng nào mua vô, chừng nào bán ra Chừng nào mình mua thêm, mình chia sẻ cho bạn Chừng nào mình bán ra, mình chia sẻ cho bạn Và không chỉ vậy nữa, lúc mình có thời gian rảnh Thì mình sẽ cung cấp thêm À, giá trị của những cái đồng đó tại sao mình nắm giữ nó, à, cái suy nghĩ ở phía sau cái nắm giữ nó tại sao nó đang giúp gì cho nguyên cộng đồng tiền điện tử, à, những thông tin mới về những cái đồng đó thì mình sẽ cố gắng cung cấp thêm về cái tín hiệu của dài hạn á, thì cái đó là vừa rồi là mình rất là thiếu kém bởi vì à, mình quá bận rộn mà mình làm không đủ nghe, thì mình sẽ cố gắng tập trung hơn và để đẩy ra thêm à, dữ liệu data cho anh em và thêm những cái đồng mà mình chưa nữa. Vừa rồi là mình chia sẻ đâu khoảng giỏi lắm là số 7 đồng à. Ok. Mình sẽ cung cấp thêm, ngay cung cấp thêm để bạn biết đồng nào. Ok và điểm mua và điểm bán luôn. Ok. Thì cái đó là đầu tư dài hạn. Đầu tư dài hạn thì mình đi hết với bạn năm 2024 và năm 2025 và cái phí vẫn vậy là trăm năm mươi chín USDT hai uh, 2 năm trời như vậy. Nhớ là nhớ là lúc mình bán thì mình kêu bạn bán, lúc mình mua thì mình kêu bạn mua và đi hết năm 2025 á, tài khoản các bạn xác suất có thể là nhân lên đâu khoảng cấp ba hai chục lần cho tới hơn ba chục lần hơn hai chục lần là ít nhất hơn tới ba chục hơn từ hai chục lần hơn là ba chục lần ok khoảng có, có nghĩa là hai chục lần hoặc hơn ok có thể là hai chục lần nhân lên được hai chục lần ba chục lần hay là bốn chục lần năm chục lần gì đó nhưng mà ít nhất là hai chục lần ok thì đó là cái đầu tư dài hạn và cái đồng tiền mà rót vô đầu tư dài hạn á bạn không được lấy ra cái okay. nó phải nằm chết trong đó hết năm 2024 và năm 2025 à, cho là một ví dụ là năm 2024 bạn kẹt quá hay là cái gì đâu ok thì bạn có thể hỏi là có nên bán hay không ok nhưng mà riêng về mình thì tới năm 2025 thì mình mới xả hàng là ok bởi vì chỗ đó lúc đó là cái cái địa điểm mà số nhiều nghe nó sẽ những cái đồng đó nó sẽ nhân lên lên cao hơn nữa ok à, không chỉ vậy nữa tất cả rõ ràng là vừa rồi là ô okay, cứ cứ một tuần mình làm một một cái giảm giá hay là hai cái giảm giá gì đó thì cái sự giảm giá sẽ không xảy ra nữa nha không xảy ra nữa. mình gọi là mình làm một cái video về giảm giá thì mình cũng mất thời gian thì mình chủ yếu là mình muốn tập trung vào tín hiệu nhiều hơn thì mình sẽ không làm cái sự giảm giá này giảm giá kia nữa lâu lâu mới còn được ok giống như noel hay là tết hay là cái gì đó thì mới có còn gọi là mỗi tuần như vậy sẽ không có sự giảm giá đây là những cái giá cố định nha thì nó là vậy à, về tư vấn ok một usdt vẫn vậy nha không thay đổi À, cũng không có giảm luôn một ngàn USDT mỗi 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 một giờ như vậy thì cho những người nào mà có số lượng lớn đâu đang nắm tỷ này tỷ nọ à, những cái đồng rác rưởi hay là những cái đồng mà bạn mình cần mình nhòm ngó cái okay, xác suất là những cái giờ tới đây một tháng tới đây là một tuần tới đây nó tăng bao nhiêu à, có nên nắm giữ nó hay là bán nó ngay bây giờ luôn để thay thế với những cái đồng khác à, bạn đang bỏ tiền lên những cái sàn mà rút không được bạn cần tư vấn chỉ bạn cái cách để rút ra vận chuyển đồng tiền hay là gì đó thì bạn có thể gọi vào gọi vô đăng ký để 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 được tư vấn. À 1000 USDT, một à, một gì? 1 giờ. Không phí vào cửa. Và đó là tất cả những dịch vụ gọi là mình giảm gọi là những những cái có thể mình giảm 50% rồi, những cái mình góp nó vô thêm những cái thì bạn có thể thấy. Ok thì để cho nó dễ hơn. Và tất cả những cái tín hiệu mà về spot thì mình sẽ cho bạn cái điểm vô mua, mua vô ngon là nhất thì có những người cũng đã theo dõi vài tháng rồi vẫn chưa hiểu thì um, thì mình sẽ cho nha cho gọi là trong cái video tín hiệu thì mình đẩy ra mình kêu bạn mua vô vùng này là bán ra vùng này canh vô mua vùng này bán ra vùng này. Này, này có nghĩa là một cách dễ dàng nhất có có thể hiểu nha gọi là nhớ là bạn vẫn có quyền sau khi bạn coi cái video tín hiệu của mình xong nếu nghe mình đã nói lặp đi lặp lại cả ngàn lần rồi bạn coi cái video tín hiệu xong spot nghe mà để chơi sport không thôi. Ok mà bạn bạn coi mà chưa có hiểu là nên mua ở chỗ nào, bán chỗ nào thì bạn có thể quay lại cái màn hình Các bạn. Quay phải quay lại nha. Trong nhắn tin mình không trả lời đâu. Quay lại cái màn hình lấy cái điện thoại quay lại cái màn hình. Sau đó gửi cho cô thư ký nói Ô, em thắc mắc em có nên mua ở chỗ này hay là em mua chỗ kia. Em ra xả ra cái chỗ này hay là cho xả ra chỗ kia vân vân vân. Thì mỗi ngày như vậy mình dành 30 phút để mình trả lời những câu hỏi của những thành viên riêng tín hiệu của spot thì mình chia sẻ cho bạn để chơi spot chứ không phải là chơi tương lai. Chơi tương lai là hoàn toàn nó khác khác hoàn toàn bởi vì nó dựa theo uh, cá mập, cá voi, cá heo, ok, uh, bạn chơi với chủ, ok, nó nó dùng đòn bẩy nó rửa bạn ra, đúng không? Uh, uh, nó, nó 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 tạo nhu cầu, ok, cho những người chơi short ok, nó 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 nó, nó, nó tạo cảm giác, đúng không? ok, cho những người bỏ tiền vô short nhiều hơn rồi nó đánh lệnh lên lon để nó rửa bạn ra vân vân, thì nó có rất là nhiều thứ ở trong đó và mình cân nhắc luôn đã nói rồi nếu bạn muốn có tự, được tự do tài chính đó thì bạn phải đầu tư dài hạn chứ không phải là chơi spot và cũng không phải là không phải chơi tương lai chơi tương lai và chơi uh, chơi tương lai và chơi spot đó, chỉ là nuôi bạn cái ngày hôm nay thôi bạn thắng thôi nhưng nhớ bạn mà, mà nghe nếu bạn nghĩ là bạn sống trong tương lai thì bạn phải đầu tư dài hạn chỉ có đầu tư dài hạn giúp bạn có được tự do tài chính thì mình đã nói là phân cái tài sản của bạn ra trong một ví dụ đoạn bước của cái thị trường này không biết một cái thứ gì hết đúng không thì bạn phải phân cái tài sản của bạn ra một cách khoa học nhất có thể là 90% Riêng mình, nghe các bạn có thể mạo hiểm hơn chút xíu Mình phân ra 90% đầu tư dài hạn Chấm hết 8% mình bỏ vô spot, chơi spot 2 phần, Chỉ có 2% thôi mình chơi tương lai Thu 2% cũng không sao, đúng không? À, thì đó là riêng mình Nhưng cho mình năm nay được 40 Mới bước qua, đúng không? Mình được 43 tuổi rồi Cho những người nào trẻ hơn, đúng không? Thì bạn có thể tăng cái phần phần trăm, phần trăm phần tương lai lên chút xíu bạn có thể đánh 5% tương lai hay là 10% phần trăm tương lai à, nhưng nó là nguy hiểm nha nguy hiểm à, có thể là bạn bỏ 70% vô đầu tư dài hạn, ok, 20% vô vô spot và 10% vô tương lai, ok, thì cũng được nha nhưng mà tùy theo lứa tuổi càng trẻ thì bạn có thể uh, cái sự gọi là gọi là nguy hiểm bạn có thể chấp nhận cái sự nguy hiểm cao hơn bởi vì bạn có tuổi nghe bạn có tuổi bạn trẻ bạn có thể làm ra được thêm ok còn những người nào mà bốn uh, mươi mấy tuổi đúng không thì cái đó là mình áp dụng ok chín phần trăm là chơi đầu tư dài hạn ok tám phần trăm chơi spot còn 2% chỉ có hai phần thôi chơi tương lai ok chừng nào mình thắng spot chừng nào mình thắng tương lai mình mua thêm mình bỏ vào cái ví đầu tư hàng, ok và tất cả những tiền cũ chỉ chỉ có nằm thôi chỉ có nằm trong ví lạnh những cái đồng tiền mình không giao dịch hàng ngày thì nó phải nằm trong ví lạnh thôi chứ không có gì hết nghe và nhớ là nhớ là uh, riêng ở đây thì mình chỉ mình khuyên bạn không nên chơi tất cả những cái nền tảng mà nó mới mở nghe nó nó, nó tặng tiền hay là những cái thứ thế tránh xa nó nó okay? cái tức nhiều rất là nhiều nền tảng cứ mỗi ngày như vậy có bao nhiêu trăm 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 ngàn 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 người bị lừa bỏ nền tiền này vô cái nền tảng này nền tảng nọ mà không rút ra được đúng không bạn chỉ có ngay bây giờ bên châu á thì chỉ có giao dịch với bài nance thôi ok uh, và bài bit thôi ok còn nếu bạn chơi những với những cái sàn khác thì bạn mất của thì cái đó là lỗi của bạn bởi vì mình đã cân nhắc rất lâu rồi, nghe và cả bao nhiêu cái, cái bao nhiêu cái video rồi rồi. Binance, Bybit, đồng tiền mà không có giao dịch, nghe, đã mua để giữ thì phải nằm trong ví lạnh, chấm hết. Không nằm trong ví lạnh ngày mai nó đóng cửa thì bạn sẽ mất trắng. Vậy thôi. Nhớ cái ví lạnh là cái quan trọng là cái mười mấy chữ cái đó bạn phải nhớ nó. Ok, chỉ có mười mấy chữ cái thôi, mười 12 chữ cái đó, nhớ 22 hai hai chữ cái đó trong bộ não bộ của bạn. Ok. Nếu mà có ghi xuống thì phải không bỏ nó chung một chỗ. Có thể ghi 6 chữ cái, 6 chữ này trong cái nhà này, sáu chữ cái trong cái nhà kia, 6 chữ cái này chôn dưới ở chỗ này, 6 chữ cái chôn ở bên kia hay là sau đó okay, bạn mà bạn phải phân nó ra một cách khoa học nhất có thể nha. Chứ không có để chung bởi vì nếu mà ai mà lấy được 12 chữ cái đó của bạn thì uh, uh, 12 chữ cái đó của bạn thì cái tài sản đó thuộc về của họ nghe. Uh, thì bạn phải chia nó ra. À, nếu bạn không nhớ được nhưng mà mình 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 khuyên là bạn nhớ nha nhớ chỉ có mười mấy chữ cái à, bạn nhớ nó trên bộ não của bạn và mình sẽ chỉ cho bạn một cái cách nhớ mà không bao giờ trong tương la, mình đã làm cái video cả, cả cả bao nhiêu năm trước rồi nó có một cái cách để nhớ những cái chữ cái này nha trong bộ não của bạn nó cái bằng hình dung nó bạn nhớ nó mà không bao giờ có thể quên nó được thì mình sẽ làm một cái video về nó để mình đã làm trước đây rồi mình sẽ chỉ chỉ cho bạn cái cách mà sẽ làm sao nhớ được những cái chữ cái chữ này trong não bộ của bạn mà không có thể mà quên được. OK? Thì mình sẽ làm một cái video sau để để chia sẻ những cái thứ đấy cho bạn. Vậy thôi. Nghe yeah. và cuối cùng là mình cảm ơn cho uh, rõ ràng. OK? Cái tính cách của mình là đi rất nhanh, chuyển khai rất nhanh. Mình không quan trọng là sai hoặc đúng. Nếu mà nó sai thì mình chỉnh sửa. Thì đây là một cái đời, cái cái đợt mà là mình chỉnh sửa. OK? Uh, mình chỉnh sửa mình chỉnh sửa nguyên cái tín hiệu của mình, ok? về tương lai, về spot, đầu tư dài hạn, tư vấn, ok? làm sao cho nó chuẩn hơn, ok? tập trung uh, vô lại, đúng không? Uh, chứ không uh, mình sẽ bớt, nghe có những người nói bớt, uh, nói về xã hội đi, ok? đúng không? Uh, nên tập trung vô tín hiệu không thôi, ok? chỉ tín hiệu và kinh doanh, uh, tại vì nhiều lúc uh, nói về xã hội thì nó đụng tới người này người nọ thì cũng không hay, ok? Uh, uh, thì nó là vậy, ok? nhưng xin mình sẽ cố gắng cố gắng chỉ tập trung vô tiền điện tử tiền điện tử tiền điện tử tín hiệu tiền điện tử những thông tin mới nhất và không chỉ vậy nữa để nhắc luôn cho tất cả những anh em nào đăng ký với cái nền tảng này thì bạn phải theo dõi những cái phát trực tuyến nha bạn muốn chức xám nó nằm ở trên những cái phát trực tuyến còn tín hiệu gửi ra chỉ chịu chủ giúp giúp cho bạn chốt đơn thôi chứ những người nào đầu tư dài hạn ok những người nào mà muốn Uh, gọi là liên quan với thị trường này năm này qua năm nọ ok về hưu với nó có được tự do tài chính với nó thì bạn phải coi những cái phát triển tuyến của mình bởi vì nó đầy đầy dữ liệu data kiến thức nằm trên đó nha yeah. thì nó là vậy vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong cái video này uh, ngay bây giờ là 7 giờ 39 phút tối ok uh, ngày chủ nhật ngày 25 tháng 2 thì cái đó là cái lời nhắc nhở và mình muốn chia sẻ cho mọi người và ngày mai nghe là gọi là vô 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 ok à, uh, thì mình sẽ cố gắng hết mình để đi với bạn hết năm 2024 và năm 2025 tạo thêm giá trị để cho nguyên cái cộng đồng như Việt Nam trong nước và ngoài nước.